Where is your normal voice?
cơ. Em cảm ơn chị, cảm ơn TV, cảm ơn cậu, cảm ơn gia đình mình, cảm ơn 3.000 mỗi anh chị em. Bài là chơi 3 lần là 3 kèo cơ. Chơi là người nhà mình ơi, bấm tay tiếp tục người nhà mình ơi. هيفوز الخسارة مع الأرض، هيفوز الخسارة.
Allah sebagai kesatkan Allah.
mà nói thì một người gọi là có nghĩa là cái gì nhỉ, cái người gì một kiểu toàn diện thì mọi người nhìn văn hay chữ giỏi ấy. Là người ta gọi là cái gì nhỉ? À, văn võ song toàn. Riêng tầm Salama mà gặp những quả ngừa như em của văn võ song toàn như em thì còn cái nhìn. Đúng mọi người. Đúng không? Sợ nhỉ. Em phải nói là em còn cảm thấy sợ em. Đúng rồi đấy. Bỏ văn võ song toàn đúng mọi người. Kinh. Nay mùng 8 tháng 3 tặng quà gì cho vợ á? Em tặng cho một bó hoa súng. Là một bông hoa súng. Em tặng cho vợ em bông hoa súng. Mà hai vợ chồng có vui lúc nào em tặng lúc đấy chứ cần gì đến ngày 8 tháng 3 đâu. Vui phát tặng luôn nhá. Và buồn cũng tặng. Và là sốc lại tình cảm vợ chồng. Em tặng liên tục mà. Ok. Đùa cô Tuyết cần hỏi hoa súng nó hoa gì? Con xin. Nhẹ thôi. Ôi dồi em. Kinh nghiệm đây mình. Mọi người cứ không phải lo. Em một con rồi nên là mọi người cứ không phải yên tâm. Comment in đô vì sợ. Chắc còn gì nữa. Ui ừ. Quả hoa súng của em đẹp nuôi 30 năm nay rồi. Đã là vợ của em là phải biết tiết kiệm cho em. Đúng không ạ? Nhưng mà thật sự thề mọi người nhé. Mọi người cứ tính nhá. Một năm nó có bao nhiêu ngày gọi là ngày lễ, đúng không ạ? Một năm bao nhiêu ngày lễ, chả thấy cái ngày đàn ông nào. Mà các bà rất là hay nhá. Đàn bà thì các ngày lễ thì hỏi quà, đàn ông đâu, quà đâu, có mỗi ngày sinh nhật. Một năm được một ngày sinh nhật, Tết cũng lì xì, rồi tháng nào các bà cũng đòi lương với đòi tiền, đúng không ạ? Đúng không? Lương thì nộp. Thế bây giờ em hỏi các bà là, em hỏi các bà nhá, mà có tiền mua quà thì rồi tiền đấy ở đâu? Thì lại bảo nó có quỹ đen. Thôi. Thôi, nhá. Dẹp. Ok, mọi người, cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha mọi người. Và chúc mọi người có những giấc ngủ ngon nha mọi người. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại vào ngày mai nha mọi người nhá. Bye bye mọi người. Can you feel it?